siêu dài mình nóng. Con này giá 2,3 triệu chim Huế nha, siêu dài mình nóng. Mới chỉnh lại quay cho nó rõ mà lại quay ngay cái hũ nước, đập mà nó hơi khó thấy. Con này siêu dài mình ống, gái ngựa, chuẩn hàng gái ngựa. Để em cho cái điện thoại lên cao cho dễ coi, thấp quá. Canh để quay cho mấy anh xem nó cũng hơi khó để xíu. Con nít nó chạy tới chạy luôn. Giờ lại bị méo. Rồi ngay rồi. Ngay rồi mà cái điện thoại nó cứ chạy hoài. Chưa có tiền mua cái chân qua điện thoại nha. Rầu thế. Vậy mà mấy anh kiểm lam, mới vô kiểm tra ngày hôm qua luôn. Rầu lắm. Đấy, quay cho nó chơi cho mấy anh xem cho nó coi, cho nó ưng ý mà nó khó quá, cứ phải chỉnh cái điện thoại tới lui các kiểu. Đó, như này thì có thể xem được toàn bộ tổng thể. Để em thu nhỏ lại ít xíu. Đó, xem được tổng thể rồi, siêu dài luôn. Thank you.
cái con này anh chị em chịu khó về coi như là cho nó là mật ong á, cho nó mật ong nó sẽ phải nói là nó sẽ mau căng đó, do là em đang cho nó ăn can cho nên là nó chưa có căng lửa đâu. Anh chị em chịu khó về coi như là chuối với lại mật ong, con này rất là đẹp, gáy đúng gáy ngựa luôn, y như con cá ngựa luôn đó, cảm thấy như tướng y như con cá ngựa. Nãy giờ coi như là ngồi rất là phải nói thời tiết rất là nóng rình mà đang đứng nè, đang đứng kế bên luôn, con này rất là dạn luôn nha. Đó thì anh em chịu khó về coi như là mua cám hiển Bảo Khánh số 2 nè, rồi cho nó ăn chuối với mật ong đó là nó sẽ rất là mau căng ha. Con này phải nói là rất là dài đó, xiên rất là xiên cái cánh, đang đứng kế bên nè mọi người nè, đang đứng kế bên luôn đó, giơ tay lên là nhảy, khoảng cách coi như là đang đứng coi như là chỉ có nửa mét thôi ha. Đó, cái con chim này anh chị em có thể về đi cà phê nhẹ nhẹ thôi nha, đi cà phê nhẹ thôi, nó chưa có lửa nha, đó nói rõ nó là chưa có lửa. Chịu khó về cho nó ăn cái cám hiển Bảo Khánh số 2, rồi sau đó là cho nó ăn khoảng chừng 3 ngày cho nó ăn chuối với mật ong một lần, đó là nó sẽ rất là mau căng lửa. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Thời tiết khá là nóng và đang quay nó bị thiếu ánh sáng cho nên là anh chị em thông cảm nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong một cái video tiếp theo nha.